Ôi tầm này thì hơi xa. Ôi cái đoạn đường này xa, hơi xa. Này, mưa gió này mà xe giao thông vẫn phải xuống này. Chắc là xuống để còn phân cái đoạn đường kia kìa. Đoạn sạt sạt này. Đường này kinh khủng, chắc xe không đi được. Bán tải này chắc em nghĩ không xuống được. Nếu nếu một cầu chắc không đi được. Cái đoạn này nó không phải là mưa nguyên nước này, nó còn ờ kìa, con xe máy nằm ngang kia rồi kìa. Đấy, con xe máy nằm ngang kia kia rồi kìa. Thôi thôi thôi, khéo lại trôi. Cố lên, hai người đang kéo, cố lên. Ôi, lên được không? Đi lên thì được, nhưng đi xuống thì hơi khó. Đây, con xe đang xuống này, xe giao thông đang xuống này. Một cái đường cũng cao này. Đường kinh điển nhỉ. Thế là cái nhà kia hơi chênh vênh anh Cương nhỉ? Anh thấy có quả nhà đấy không? Tối mưa to hay sao không? Cái kiểu kia sợ lắm, nhà như kiểu kia. À, giao thông không xuống được rồi, đến đoạn đấy dừng là phải thôi, đến đoạn kia không đi được. Cái hố kia 100% nếu mà đi xuống sập bánh. Phải đi bộ rồi. Làng đấy là làng ấy đấy. Thôi chua ấy. Ôi, yeah. Sạt kìa. Ôi, đúng lúc mình quay được tí. Ôi, sợ lắm. Đấy, đứng đấy, đứng, mình đứng đây thì sợ này. Ai à, sạt kìa. Cái nhà kia sợ kìa, cái nhà kia mới là hút kìa, cái nhà kia. Đấy, cái nhà đấy. Nhà đấy nó hút. À, xe Panorama. Đây, zoom lại đây nè. Đây là hai xe máy kia chết máy rồi, 100% chết máy rồi. Ngập như thế là không nổ đâu. Như kìa. Chết máy rồi, 100%. Xuống đây chết máy, nước càng ngày càng to này. Mưa to này, nước này, đây, dòng nước này. Nước lên này. Ủa, mình rung tay quá, đây này. Nước từ trên hấu chua chảy xuống này. Nước từ trên hấu chua, xóm hấu chua này. Chảy xuống suối cạn này. Đó chưa? Đấy, con đường. Con xe tải này kia không đi được rồi. Kia là chắc là giờ tiến không được, lùi không được. À chắc là chặn đường không cho xe xuống. Anh cơ ạ. Chắc là nó chặn đường thôi. Giờ xe cứ nào như thế này, xuống đoạn đấy mắc làm sao đi được. Đây. Vẫn có người ra này, đi xe máy ra, đi bộ ra này. Kìa, con xe máy gần chỗ sạt kìa. Vẫn loay hoay ở cái chỗ sạt kìa. Đấy. Cái chỗ đấy là nhiều. Kiểu gì xe đi lên trên kia. Từ từ để em xem nốt xem xe máy này có lên được không đã. Kìa, giao thông phải đi bộ xuống rồi kìa. À, con xe kia là con cào cào của đội đi phượt rồi. Có lên được không? Chỗ đấy vừa sạt đấy nhỉ. May mình vừa quay được cái đoạn đấy. Nguy hiểm nhỉ. Đi giờ này. Mình đứng đây, em thấy sợ này. À. Không đi được nữa rồi, giờ tắc rồi. Cái này chắc phải mất ngày mới xong được cái đoạn đường này. Không ngắm thấy, đứng đoạn trên này có ngắm được suối cạn không nhỉ? Lên lui lên trên này có ngắm được không nhỉ? Ừ. Đứng ở chỗ đoạn này nó hơi khó lắm, nhìn thấy nó được một tí thôi. Tối bố mất rồi, trời sắp tối rồi. À, con cào cào lên đơn giản đấy nhỉ, phải không nhỉ? Không phải cào cào không? Ừ. Ủa, xe vẫn xuống nhiều lắm, đúng đoạn đường có thể gọi là đoạn đường huyết mạch rồi. Đoạn đường bị đứt rồi. Mây này. Những quả nhà cho anh Cương kìa. Cái quả nhà kia kìa. Đấy.
nhìn của nhà ở vép vép này, cũng đây có đây của quản nhà nữa này. Đây cái xóm này thì ở lâu rồi, không ngại lắm. Quả nhà này này mới sợ này. Quả nhà này hơi hốt nhỉ. Nguy hiểm luôn. Zoom nhỏ vào như này. Cái nhà đấy chắc phải di chuyển đi chứ cứ để thế gì. Không ổn lắm. Ồ, vẫn đông người lắm, giờ này đông người lắm này. Đông người lên này chắc là sẽ phải đi bộ lên đấy. Mắt xe tải ấy. Mắc ở kia làm sao mà đi được. Cái máy mình zoom xa quá không được. Chắc phải đi lên luôn đây, xem có được không đi. Anh phóng lên trên này tí. Có nhìn thấy không? Trời, cái này nhìn thấy không? Thấy. Ủa, có nước này. Ai chưa? Này, cái này này. Ôi trời ơi, nước này. Thôi, có khi phải dừng ở đây thôi. Mai ra, hốt quá, chạy qua cái đoạn này.